Ngày 27 tháng 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bế mạc lớp huấn luyện quân nhân dự bị đợt 5 năm 2021. Thượng tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến dự và chủ trì. Trong thời gian học tập, các quân nhân dự bị đã được huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người tay không, nghiên cứu thao trường, thực hành viết giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật đề mục. Trung đội bộ binh dần động tập kích, thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện thực hiện đúng phương châm, cơ bản, thiết thực, hiệu quả. Chương trình huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung theo yêu cầu. Kết quả kiểm tra đơn vị đạt khá, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.